Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Với cụm từ này chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Chúng ta có chữ thỉnh và chữ hợp, và từ này chúng ta sẽ đọc là ukeai. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học đến cụm từ koto ukeai. Koto ukeai thì bản thân cái từ ukeai nó thể hiện cái nghĩa là đảm bảo, cam đoan, chắc chắn là sẽ như thế nào đó. Được dùng khi mà chúng ta tự tin rằng một cái điều gì đó nhất định nó sẽ như vậy, hoặc chúng ta cam kết, chúng ta đảm bảo là như vậy. Ví dụ như thế này nhá, cái việc này nếu mà cho anh ta làm thì đảm bảo kiểu gì cũng sẽ thành công. Kono koto wa kare ni yaraseru to seikou suru koto ukeai da. Các bạn nhớ nhá, động từ chia về veru cộng với koto ukeai da để thể hiện cái nghĩa là cái việc đấy là chắc chắn, là đảm bảo kiểu gì cũng sẽ thành công. Hoặc ví dụ như là mình thấy anh ấy học rất là tốt và đảm bảo kiểu gì anh ta cũng sẽ thi đỗ N1. Kare wa N1 ni gokaku suru koto ukeai da ne. Hoặc là ví dụ cái món này rất là ngon này, đảm bảo các bạn mà ăn vào thì sẽ bị nghiện, đảm bảo kiểu gì cũng sẽ nghiện cho mà xem. Chúng ta sẽ dùng là yamitsuki ni naru koto ukeai, giống như là những cái quảng cáo sản phẩm của các nhà hàng đúng không? Yamitsuki là nghiện đúng không? Yamitsuki ni naru, đảm bảo kiểu gì cũng sẽ bị nghiện. Và chúng ta ghi nhớ với cụm từ ukeai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.